DJI Mini 3 Pro Intelligent Fly, Focus Track, bao gồm tiêu điểm, Active Track, điểm ưa thích. Trước khi bật Focus Track, đảm bảo môi trường bay của bạn thông thoáng và không có chướng ngại vật. Sau khi cất cánh, di chuyển máy bay ở chế độ cao bạn muốn ghi lại. Focus Track hỗ trợ 3 chế độ. Khi ứng dụng vào chế độ xem camera, bạn có thể chạm vào và đóng khung đối tượng trên màn hình, bật tính năng quét đối tượng trên màn hình điều khiển, nhấn vào biểu tượng màu xanh lục để hoàn tất khóa đối tượng. Khi máy bay đã khóa đối tượng của bạn, bạn có thể chọn chế độ Focus Track, đốn sáng. Khi sử dụng Focus Track, Spotlight là chế độ mặc định. Nhấn vào nút chụp, ghi trên bộ điều khiển từ xa hoặc màn hình để bắt đầu chụp ảnh hoặc quay video. Bạn có thể vận hành các thanh điều khiển để điều chỉnh khoảng cách giữa máy bay và đối tượng, hoặc điều chỉnh bố cục bằng quay số gimbal hoặc thanh điều khiển bên trái. Active Track. Active Track cung cấp hai tùy chọn theo dõi và song song. Active Track hỗ trợ theo dõi các đối tượng như mọi người, xe cộ và thuyền. Sau khi chọn dấu vết, chọn vào nút chụp, ghi trên bộ điều khiển từ xa hoặc màn hình để bắt đầu chụp ảnh hoặc quay video. Nhấn vào D để bắt đầu theo dõi. Máy bay sẽ theo dõi đối tượng từ bên cạnh ở một góc và khoảng cách cố định. Chọn song song và máy bay không người lái sẽ theo dõi đối tượng từ bên cạnh ở một góc và khoảng cách cố định. Nhấn vào nút chụp, ghi trên bộ điều khiển từ xa hoặc màn hình để bắt đầu chụp ảnh hoặc quay video. Nếu máy bay mất dấu chủ thể, nó sẽ chỉ dừng lại và di chuột tại chỗ. Điểm ưa thích, chỉ cần nhấn vào hoặc đóng khung chủ đề của bạn, chọn biểu tượng BOE, đặt hướng và tốc độ chuyến bay, và máy bay sẽ tính toán bán kính và bay xung quanh đối tượng theo hướng bay và độ cao đã thiết lập. Nhấn vào nút chụp ghi trên bộ điều khiển từ xa hoặc màn hình để bắt đầu chụp ảnh hoặc quay video. Cách thoát Focus Track trong khi bay, chỉ cần chạm vào dừng hoặc nhấn nút RTH trên bộ điều khiển từ xa và máy bay sẽ thoát khỏi Focus Track. Master Shot. Sau khi cất cánh, đặt máy bay đến chế độ cao nhất định và vị trí mong muốn của bạn, nhấn vào chế độ chụp ở bên phải màn hình và chọn Master Shot. Sau khi chọn chủ đề của bạn, máy bay sẽ tự động chọn một trong ba tuyến bay dựa vào trên loại mục tiêu và khoảng cách. Chân dung, sự gần gũi, cảnh quan. Chân dung, khi một người xuất hiện trong khung, bạn có thể nhấn vào biểu tượng dấu cộng trong chế độ xem máy ảnh hoặc kéo một hộp xung quanh chúng để bắt đầu chế độ chân dung của Master Shot. Sau khi xác nhận chủ đề của bạn, một bản đồ sẽ tự động xuất hiện ở góc dưới cùng bên trái và các tuyến bay ước tính và khu vực được hiển thị trên màn hình. Bạn có thể điều chỉnh chiều rộng, chiều dài và chiều cao của khu vực bay dựa trên môi trường xung quanh bạn. Nhấn để đặt vào điểm bắt đầu. Chọn tự động và máy bay sẽ tự động điều chỉnh vị trí để quay. Bạn cũng có thể nhấn để đặt điểm bắt đầu, sau đó chọn vị trí hiện tại và máy bay sẽ sử dụng vị trí hiện tại của nó làm điểm bắt đầu để quay. Nhấn vào bắt đầu và máy bay sẽ tự động thực hiện các bước sau: phóng to, thu nhỏ, hình tròn, trung bình, vòng tròn, cận, runway, vòng tròn, xa, pick up, fly forward, tên lửa, máy ảnh xuống, vòng tròn, máy ảnh thẳng, đi xuống, máy ảnh xuống, đi xuống. Sau khi chụp, máy bay sẽ trở lại điểm xuất phát của nó. Sự gần gũi, ở chế độ lân cận, máy bay sẽ tự động thực hiện runway, vòng tròn xa, pick up, fly forward, vòng tròn cận, hình tròn trung bình, tên lửa, máy ảnh xuống, di chuyển về phía trước, máy ảnh xuống, vòng tròn, máy ảnh thẳng, đi xuống, máy ảnh xuống, đi xuống. Cảnh quan. Máy bay sẽ tự động thực hiện runway, vòng tròn, xa, pick up, fly forward, roll, fly forward, vòng tròn, cận, phóng to, thu nhỏ, hình tròn, trung bình, tên lửa, máy ảnh thẳng, đi xuống, máy ảnh thẳng, vòng tròn,
cách thoát Master Shot. Nếu bạn muốn thoát Master Shot tại bất kỳ thời điểm nào trong khi chụp, chạm vào biểu tượng X trên bên phải màn hình hoặc nhấn nút RTH trên bộ điều khiển từ xa một lần và máy bay sẽ thoát khỏi Master Shot ngay lập tức và di chuột vào vị trí. Xin lưu ý rằng Master Shot cũng sẽ dừng nếu các thanh điều khiển được di chuyển, máy bay bay quá gần khu vực hạn chế hoặc khu vực độ cao, hoặc hệ thống cảm biến của máy bay được kích hoạt trong chuyến bay. Cách sử dụng trình chỉnh sửa. Sau khi chụp xong, máy bay sẽ tự động tạo một video đã chỉnh sửa và cung cấp cho người dùng bản xem trước. Nhấn vào cửa sổ nổi ở góc dưới cùng bên phải màn hình hoặc nhấn vào biểu tượng phát lại để xem trước video. Nhấn vào biểu tượng ở góc dưới cùng bên phải để chọn một mẫu để chỉnh sửa quảng cáo. Để xem trước đoạn phim thô của Master Shot, chạm vào bảng góc ở ngoài cùng bên trái của danh sách mẫu, nhấn vào tích để hoàn thành chỉnh sửa và chia sẻ tác phẩm của bạn với bạn bè bằng cách nhấn vào biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên cùng bên phải của màn hình. DJI Mini 3 Pro có 4 chế độ Hyperlapse, tự do, điểm tham chiếu, vòng tròn, khóa học. Mỗi chế độ cung cấp một quỹ đạo bay và các góc máy ảnh độc đáo cho kết quả thực sự đáng kinh ngạc trong mọi môi trường. Khi định khung các bức ảnh của bạn, cố gắng tránh đặt máy bay quá gần tiền cảnh vì cảnh quay kết quả có thể sẽ không ổn định. Khi bạn đã ở vị trí xuất phát ưa thích của mình, nhấn vào Hyperlapse, tự do. Khi chụp ở chế độ tự do, bạn có thể kiểm soát thái độ của máy bay và góc nghiêng của gimbal. Nhấn vào tự do, sau đó đặt khoảng thời gian ảnh, thời lượng video và tốc độ bay tối đa. Và máy bay sẽ tự động tính toán thời gian chụp cần thiết. Nhấn vào nút ghi ở bên phải màn hình để bắt đầu ghi âm. Vòng tròn. Chế độ vòng tròn cho phép máy bay bay vòng quanh đối tượng trong khi chụp. Nhấn vào vòng kết nối và sau đó đặt khoảng thời gian ảnh, thời lượng video, tốc độ bay và hướng vòng tròn. Sau khi chọn mục tiêu của bạn, chạm vào nút ghi ở bên phải màn hình. Sau khi phát hiện đối tượng, máy bay sẽ tự động tính toán và lập kế hoạch lộ trình bay và bắt đầu ghi. Khóa học. Ở chế độ khóa học, sau khi khóa hướng, máy bay sẽ bay theo hướng nó đang đối mặt. Sau khi chọn mục tiêu của bạn và chạm vào nút ghi ở bên phải màn hình, và máy bay sẽ giữ chủ thể của bạn ở giữa khung hình trong khi bay và ghi hình. Bất kể DJI Mini 3 Pro đang đối mặt với cách nào, máy bay sẽ bay thẳng theo hướng đã định trước. Ngay cả khi bạn không chọn chủ đề, máy bay sẽ bay thẳng theo hướng đã định trước và quay một video siêu chậm tuyệt đẹp về môi trường xung quanh bạn. Điểm tham chiếu. Ở chế độ Waypoint, máy bay sẽ tự động bay và ghi lại dọc theo một tuyến đường được thiết lập trước. Nhấn vào điểm tham chiếu và điều khiển máy bay không người lái đến các địa điểm ưa thích của bạn. Thay đổi góc nghiêng của máy bay và góc nghiêng của gimbal để ghi lại các góc nhìn khác nhau. Chạm vào nút ghi ở bên phải màn hình, máy bay sẽ tự động tính toán và lập kế hoạch lộ trình bay và bắt đầu ghi. Ở phía trên bên trái của màn hình, bạn có thể tìm thấy thư viện tác vụ siêu trùng lập. Bạn có thể lưu quỹ đạo hiện tại của mình trong thư viện hoặc sử dụng đường bay đã lưu trước đó. Khi sử dụng đường bay đã lưu trước đó, đảm bảo không có chướng ngại vật ở bất cứ đâu dọc tuyến đường. Sau khi chụp xong, máy bay sẽ tự động tạo một video siêu lập. Bạn có thể xem trước video bằng cách nhấn vào nút phát lại. Quickshot. Quickshot bao gồm Ronnie, tên lửa, vòng tròn, helix, tiểu hành tinh, boomerang, phát lại và chia sẻ video. Trước khi sử dụng Quickshot, đảm bảo rằng nó ở chế độ bình thường, khuyến khích lái máy bay ở nơi thoáng đãng và khu vực không có chướng ngại vật trong phạm vi khoảng cách đã đặt. Nếu bạn không quen với chế độ Quickshot mà bạn đã chọn, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với khoảng cách ngắn hơn trước, khởi động và di chuyển máy bay cách mặt đất ít nhất 2m, nhấn vào biểu tượng chế độ chụp ở bên phải màn hình và chọn Quickshot. Ronnie. Chọn Ronnie và đặt khoảng cách máy bay tối đa mong muốn của bạn. Bạn có thể chạm và đóng khung chủ đề của mình theo cách thủ công trên màn hình và sau đó chạm và bắt đầu để bắt đầu chụp. Máy bay sẽ bay lùi và khi đi lên máy ảnh được khóa vào đối tượng. Sau khi chụp xong, máy bay sẽ trở lại vị trí ban đầu của nó. Tên lửa. Chọn tên lửa và đặt độ cao bay tối đa. Bạn có thể chạm và đóng khung chủ đề của mình theo cách thủ công trên màn hình và sau đó chạm vào bắt đầu để bắt đầu chụp. Máy bay sẽ bay lên với camera hướng xuống. Sau khi chụp xong, máy bay sẽ trở lại vị trí ban đầu của nó.
vòng tròn. Chọn vòng tròn và đặt hướng quay vòng của máy bay. Bạn có thể chạm vào đóng khung chủ đề của mình theo cách thủ công trên màn hình và sau đó chạm vào bắt đầu để bắt đầu chụp. Máy bay sẽ bắt đầu bay vòng quanh chủ thể theo hướng định sẵn và với khoảng cách hiện tại là bán kính trong khi ghi tự động. Helix. Chọn Helix và đặt bán kính bay tối đa. Bạn có thể chạm vào và đóng khung chủ đề của mình theo cách thủ công trên màn hình, sau đó chạm vào bắt đầu để bắt đầu chụp. Máy bay sẽ bay lùi và đi lên trong vòng quanh chủ thể một lần theo hình xoắn ốc vòng, với khoảng cách hiện tại đến chủ thể là bán kính ban đầu. Tiểu hành tinh. Chọn Asteroid và đặt khoảng cách chụp tối đa. Bạn có thể chạm và đóng khung chủ đề của mình theo cách thủ công trên màn hình và sau đó chạm vào bắt đầu để bắt đầu chụp. Máy bay sẽ bay lùi, lên đến khoảng cách đã đặt và di chuột để chụp ảnh toàn cảnh. Boomerang. Sau khi chọn Boomerang, bạn có thể chạm và đóng khung chủ thể của mình theo cách thủ công trên màn hình và sau đó chạm vào bắt đầu để bắt đầu chụp. Sau đó máy bay sẽ bay quanh đối tượng theo hình đường màu dục. Thoát quick shot. Trong khi chụp, chạm vào X ở bên phải màn hình hoặc nhấn nút thiết lập trên bộ điều khiển từ xa và máy bay sẽ thoát khỏi quick shot ngay lập tức về di chuột. Cần lưu ý rằng việc di chuyển một thanh điều khiển cũng sẽ dừng quick shot. Phát lại và chia sẻ video. Nhấn vào biểu tượng phát lại trong ứng dụng để xem video của bạn. Nhấn vào biểu tượng tải xuống ở góc dưới cùng bên phải để lưu clip gốc hoặc tạo cho video điện thoại thông minh của bạn. Bạn có thể nhấn vào nút chỉnh sửa góc dưới bên phải để chỉnh sửa clip gốc hoặc video đã tạo. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên phải để chia sẻ video của bạn với bạn bè. Nếu bạn cần quan tâm và tìm hiểu sâu hơn về thiết bị này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Flycam Pro và DJI Việt Nam để chúng tôi được trao đổi, tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp cho nhu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.